Sáng ngày 15 tháng 11, mưa lớn thượng nguồn nên các hồ chứa tại Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng rất lớn, khiến thành phố Huế và các huyện thị vùng ven tiếp tục ngập sâu trong lũ. Cùng với quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc ngập từ 0,3 đến 0,35m khiến giao thông đi lại khó khăn. Hàng trăm tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn liên xã và các trục đường nội đô ở thành phố Huế đều ngập sâu. Các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thành phố Huế phải di dời khẩn cấp 551 người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng vũ trang đang được huy động tối đa, phối hợp cùng chính quyền các địa phương, khẩn trương giúp dân ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Sáng cùng ngày 15 tháng 11, Công an phường An Cựu và phường Vĩ Dạ, thành phố Huế đã dùng xuồng máy ứng cứu một số trường hợp khẩn cấp đến bệnh viện. Trong đó, có hai sản phụ trở dạ và một cụ già đi cấp cứu.